Thưa quý khán giả, Vu Lan báo hiếu là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Với rất nhiều người, hạnh phúc là khi được cài lên ngực bông hồng đỏ thắm. Nghe tiếng mẹ ơi bỗng lặng người, giọt buồn hơn cả tiếng mưa rơi. Chỉ mà con đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Chữ hiếu được viết cả đời chứ không chỉ dịp Vu Lan. Đó khoa cung trắng hôm nay chúng tôi xin kể quý khán giả nghe câu chuyện về cậu bé dũng cảm. Biết lao vào biển lửa là cái chết, nhưng em vẫn liều mình vì suy nghĩ duy nhất. Con không thể ở trên bờ nhìn mẹ bốc cháy. Tin tức Mekong của truyền hình Hậu Giang hôm nay còn nhiều nội dung đáng chú ý. Khung cảnh tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội vào sáng nay khiến nhiều người cười ra nước mắt. Tiểu thương người dân mua bán trong cảnh sắn quần lên tới tận đùi giữa mênh mông biển nước. Còn ngoài đường là cảnh ngập mỗi lối về, người dân chôn chân, phương tiện chết máy hàng loạt sau đợt mưa với lượng lớn kỷ lục. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp suy yếu từ bão số 2, từ ngày 10 tháng 8 đến sáng nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng với tổng lượng cao kỷ lục. Trong đó, quận Ba Đình là gần 190mm, quận Hoàn Kiếm trên 170mm, quận Long Biên gần 160mm. Cá biệt một số nơi như quận Bắc Từ Liêm gần 250mm, Nam Từ Liêm hơn 290mm, quận Hoàng Mai lên tới gần 350mm. Trận mưa lớn từ 0 giờ 30 phút kéo dài 6 tiếng đồng hồ trên diện rộng gây ngập úng nhiều nơi trên địa bàn thủ đô, giao thông hỗn loạn. Quận Cầu Giấy ghi nhận nhiều điểm ngập, nghiêm trọng nhất là đường Phan Văn Trường, nước ngập sâu hơn 6 tấc, toàn bộ tuyến đường tê liệt. Các tuyến phố Khoa Bằng, Dương Đình Nghệ, Trần Bình, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng cũng xuất hiện nhiều đoạn ngập từ 3 đến 6 tấc. Đến gần trưa, trời mới ngớt mưa, giao thông một vài chỗ thông thoáng trở lại, tuy nhiên nước vẫn chưa rút. Hà Nội mùa này phố cũng như sông là câu nói cửa miệng xót xa của nhiều người dân thủ đô. Đường lớn, hẻm nhỏ, chợ, dưới hè, bệnh viện, đâu đâu cũng ngập. 7 giờ đi làm mà 10 giờ chưa đến được cơ quan, gọi cứu hộ thì giá đắng chát. Vậy là chiều cười thà ngồi chờ nước rút. Nhiều người đi ô tô rơi vào cảnh xe bị hỏng vì kẹt quá lâu trong nước, hầu hết chỉ còn cách gọi cứu hộ dù giá dịch vụ cực kỳ đắt. Tại đại lộ Thăng Long có nhiều đoạn ngập sâu từ 5 tới 7 tấc, nhiều ô tô phải dừng ngay giữa đường vì bị hỏng máy. Để sử dụng dịch vụ cứu hộ, chủ xe phải trả tới 600.000 đồng cho quãng di chuyển khoảng 30 mét. Đây là mức giá khá cao, nhiều người đành buông xuôi chờ nước rút rồi tính tiếp. Khu vực quanh tòa nhà Khang Nam và chợ Nhà Xanh của Cầu Giấy là điểm đen. Xe máy, ô tô, đến cả xe buýt cũng cùng chung cảnh chết máy giữa đường. Mặc dù lực lượng chức năng mở cống, bơm hút hết công suất, nhưng nước rút rất chậm. Đến gần 11 giờ trưa nay, nhiều điểm vẫn ngập sâu tới 8 tấc. Dư luận suốt thời gian qua nói vui rằng một trong những nơi gặp hạn nhiều nhất năm nay chính là sân bay với vô vàn sự cố, mà nguồn cơn đến từ vị trí những hành khách có tâm hồn sống ảo thích câu like, câu view. Mới đây, sân bay lại nhận thêm một cục hành lý lạ nữa trên bàn chuyền. Nhiều người chỉ biết lắc đầu ngã ngẩm. Theo đoạn clip đăng trên nền tảng mạng xã hội TikTok, cô gái mặc quần trắng áo vàng thản nhiên leo lên băng chuyền hành lý trong sân bay để người đàn ông đi cùng quay clip sống ảo. Xem video, nhiều người ngán ngẩm đề nghị cấm bay, phạt nặng đối với những trường hợp này để tránh tạo tiền lệ xấu. Anh Lê Nhật Tê, người đưa đoạn video lên mạng xã hội cho biết, sự việc xảy ra vào tối 11 tháng 8 tại sân bay Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng. Theo hình ảnh thì băng chuyền đang trả hành lý cho hơn 200 hành khách vừa từ Đà Nẵng đáp xuống. Anh Tê bức xúc khi chính người xung quanh nhắc là bị phạt thì hai người này vẫn bất chấp mà tỉnh queo quay video sống ảo. Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp. Không phải tài sản cũng chẳng phải thủ đoạn tinh vi, điều dư luận chú ý ở phiên dùng lần này chính là diễn biến. Vừa trộm xong xe này, thấy chiếc xe khác xịn hơn, liền có mới nới cũ, thấy rằng quên đèn. Theo kết quả điều tra cuối tháng 5 vừa qua, Nguyễn Văn Tiến đi bộ trên đường ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, thì thấy một xe máy đang dựng ngoài đường mà không có ai trông coi, nên ra tay trộm cắp. Trên đường trở về, thấy một chiếc xe khác xịn hơn đang đậu ven đường. Đối tượng lại nổi lòng tham, bỏ chiến lợi phẩm vừa lấy được, rồi chạy chiếc xe mới về nhà thay biển số, làm phương tiện đi lại.
Hôm sau, Tiến cùng Võ Minh Triều tiếp tục phối hợp lấy trộm một chiếc xe khác nữa do phổ chủ dựng bên đường. Vào cuộc điều tra, công an bắt giữ hai đối tượng. Tiến và Triều khai nhận ngoài 3 vụ trộm này còn thực hiện trót lọt 10 ví vụ khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ mong đến ngày thu hoạch. Vậy nên khi thấy cảnh tượng này, lòng nhà vườn đau như cắt. Hàng loạt cái sầu riêng đang cho thu hoạch bị cưa hạ không thương tiếc. Vụ việc được cho là xảy ra tại huyện Chi Linh, tỉnh Lâm Đồng. Bà Võ Thị Kim Chi ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết vườn sầu riêng 4.000 m2 của gia đình trồng khoảng 100 cây đang cho thu hoạch vụ trái thứ hai. Để bảo vệ vườn, bà lắp đặt 7 camera giám sát xung quanh. Đêm 8 tháng 8, khi trời có mưa lớn thì gia đình phát hiện hệ thống camera bị mất kết nối. Đến 5 giờ rạng sáng hôm sau, bà Chi ra vườn kiểm tra thì phát hiện nguồn điện đấu nối vào camera bị cắt. Hơn 20 gốc sầu riêng trong vườn bị kẻ gian cưa hạ, trong đó có một nửa bị cưa ngã, còn lại bị cưa nửa thân. Khổ chủ cho biết gia đình không có mâu thuẫn với hàng xóm xung quanh. Đầu năm nay có tranh chấp với người em bà con về chuyện săn nhượng mảnh vườn này. Hiện công an huyện Di Linh khám nghiệm hiện trường để điều tra, truy tìm thủ phạm. Liên quan chủ bé gái 3 tuổi va chạm với ô tô tập lái tử vong tại chỗ. Những tình tiết mới chưa được ngành chức năng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định công bố khiến dư luận bất ngờ. Thầy dạy lái xe nhưng không kèm học viên mà xuống ngồi uống nước để hai nữ học viên tự lái rồi gây tai nạn nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường của khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu vào chiều qua. Nạn nhân là cháu NTT, 3 tuổi, đang nghỉ hè nên được mẹ đưa về nhà ông bà ngoại chơi. Hơn 17 giờ chiều qua, khi bé đang được chị họ chở trên chiếc xe đạp thì bị một chiếc ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 18A00540 đi cùng chiều đâm vào, hai bé ngã ra đường. Cháu lớn thấy vậy nên chạy vội lên vỉa hè để tránh. Chiếc ô tô lúc này vẫn tiếp tục di chuyển khiến bé Lê tử vong. Ông Vũ Thế Mạnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thành cho biết, chiếc xe gây tai nạn dành cho học viên tập lái của trường trung cấp Đại Lâm ở thành phố Nam Định. Lúc xảy ra sự việc, chỉ có hai nữ học viên cầm lái, còn thầy dạy lái xe đi ra ngoài ngồi uống nước. Bóng đá là môn thể thao vua, làm thổn thức trái tim bao người. Nhưng với những ai trót màn máu đỏ đen thì lại biến nó trở thành canh bạc cuộc đời. Cứ nhìn vào số tiền khổng lồ mà đường dây cá độ sau đây giao dịch mỗi tháng sẽ hiểu được lý do vì sao. Từ đầu năm, qua công tác rà soát trên không gian mạng, công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây đánh bạc trên địa bàn tỉnh quy mô lớn, hoạt động tinh vi, phức tạp. Sau một thời gian tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đồng loạt triệt phá các mắt xích có liên quan và đưa 9 người về trụ sở công an làm việc. Cầm đầu là Lê Quốc Hoàng, 39 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột. Hoàng khai nhận từ đầu năm có mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng của một người không rõ lai lịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó đem về chia nhỏ thành nhiều tài khoản con để giao cho các đối tượng trong đường dây quản lý. Hàng ngày thông qua trang mạng bóng88.com, Hoàng tổ chức cá độ với các con bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch mỗi tháng lên đến hơn 40 tỷ đồng. Thưa quý khán giả, giá xăng dầu trong nước có lần thứ 5 giảm liên tiếp và hiện trở về mức tương đương thời điểm tháng 10 năm ngoái. Nhưng chuyện lạ là khi xăng dầu tăng, người ta đổ mọi tội lỗi cho nó, để rồi cái gì cũng lên giá theo. Đến khi giảm thì lại biện đủ lý do để đổ bê tông giá bán. Có lẽ bó rau, con cá, miếng thịt ăn dạ theo giá xăng dầu quá lâu. Đến sáng nay, tình hình thực phẩm tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có diễn biến đầy bất ngờ. Tại một số chợ đầu mối trên địa bàn quận 10, 11, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, các mặt hàng rau củ quả giảm so với thời điểm cuối tháng 7. Tiểu thương kinh doanh rau tại chợ Bình Thới, quận 11 cho biết một số mặt hàng rau củ lấy từ Đà Lạt, Lâm Đồng hiện giảm giá khoảng 10% do chi phí vận chuyển hạ nhiệt. Tuy nhiên chưa thể giảm mạnh vì còn phụ thuộc vào thời tiết, mưa chiều, ngập úng, hao hụt sẽ đội giá lên. Tương tự một số mặt hàng rau củ quả khác cũng giảm từ 10 đến 20%. Xăng nó hạ nhưng mà đồ thì nó không có hạ 1-2 ngàn thôi, chứ nó không hạ nhiều nữa, mà chợ thì cũng vắng, chứ không có đông như lúc trước. Bây giờ ai cũng phải đi ra buôn bán kiếm tiền hết á.
cho nên chục người bán rồi cái có hai ba người mua. Mấy nay xăng xuống thì giá cả có cái hạ, có cái thì mắc, có cái thì nó hạ giá, nó vô chừng. Thì mong muốn nhà nước thì ổn định lợi cho giá, nó bình thường cho dân đỡ một chút, buôn bán nó dễ một chút. Đối với thịt heo, tại chợ đầu mối Hóc Môn cho hay, so với thời điểm cuối tháng 7 vừa qua, giá giảm. Các mặt hàng như heo mảnh, bài rọi, cốt lết giảm từ 7 tới 17.000 đồng một ký tùy loại. Chủ vậy, nhiều tiểu thương nhận định, mặt bằng giá nói chung giảm chậm, sức mua vẫn thấp, nhiều sạp ế hàng. Nguyên nhân có thể đến từ tâm lý thắt chặt chi tiêu của người dân trong cơn bão giá vừa qua. Giá xăng tăng thì nhiều mặt hàng cũng tăng theo, nhưng khi giá xăng giảm sâu thì các mặt hàng khác lại án binh bất động, giống như một bản nhạc lạc nhịp. Vậy nên người dân kỳ vọng việc giá xăng và các loại thực phẩm rau củ quả hạ nhiệt hôm nay sẽ dẫn đến hiệu ứng dây chuyền, kéo theo tô phở, dĩa cơm cho đến ly cà phê đá cũng giảm theo, phần nào giảm đi áp lực cho người lao động. Nội dung này cũng khép lại tin tức Mekong hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.